say. It felt like I knew that I always loved you. From the moment I heard your name, say for it to this way, we got that on your chong đời. Yêu anh ước muốn bấy giờ ngày đây rồi. Dù cho trái đất có vỡ đôi, anh vẫn đứng nơi đây thôi, vẫn mãi thôi để con tim anh cất lời. I'll be by your side till the day I die. I hear you say I do. Something old, something new, something bright or something blue. I'll be waiting till I hear you say I do. Hãy lau khô ra nước mắt, gạt hết đi lòng rối bời, để anh được thấy em luôn mỉm cười. Và hãy luôn siết chặt tay nhé, mọi khó khăn cùng đương đầu, một hạnh phúc giữ gìn cho nhau. Now everything was perfect, I knew this love was worth it. I'm a miracle in the making. Until this world stops turning, I'll still be here waiting. I'm waiting to make that vow that I'll be by your side. Chờ em cuộc đời mãi sau. I do love you, yes I do love you. I'll be waiting till I hear you say I do. Cause I love you, love you. I'll be by your side till the day I die. I'll be waiting till I hear you. Mong có một tình yêu, cũng
mong được hạnh phúc giống như bao người. Tìm đâu ra một nửa yêu thương để có thể viết nên câu chuyện về tình yêu mà suy bấy lâu. Anh chỉ cần những điều giản đơn, chẳng cần những gì xa hoa khi ta sống chung mái nhà. Dù ngày mai tương lai ra sao thì anh sẽ luôn luôn vì nhau để cho em có được trọn vẹn niềm hạnh phúc như lúc đầu. Và anh muốn bước tiếp cùng em đến nơi hạnh phúc muôn trùng. Và anh muốn là người đàn ông dù để sau những lá cuối cùng. Và em còn biết không, anh đã sắp xếp tất cả. Chờ đến một ngày em nói đồng ý thì anh sẽ xước em về ngay. Và anh muốn lúc bây giờ đây có thể ôm em trong tay. Và người yêu ơi em đâu hay, anh ước mong chỉ có thể này. Một vợ hai con, ba lầu và bốn bánh. Đến khi ngày tóc đã bạc trắng ta vẫn luôn thấy yêu đời. Dù cho có mưa giông hay bao tố đi qua, anh vẫn sẽ bên cạnh em không bao giờ để cát rơi. Cầm bàn tay anh đi người ơi, dù cho bao gian nan đầy vơi thì ta vẫn luôn bên cạnh nhau. Và anh muốn bước tiếp cùng em đến nơi hạnh phúc muôn trùng. Và anh muốn là người đàn ông dù đằng sau những lá cuối cùng. Và em có biết không, anh đã sắp xếp tất cả. Chờ đến một ngày em nói đồng ý thì anh sẽ xếp em về đây. Và em muốn lúc bây giờ đây có thể ôm em trong tay. Và người yêu ơi anh đâu hay, anh ước mong chỉ có thế này. Một vợ hai con, ba lầu và bốn bánh. Đến khi ngày tóc đã bạc trắng ta vẫn luôn thấy yêu đời. Một vợ hai con, ba lầu và bốn bánh, đó là điều anh hằng ao ước khi em là vợ của anh. Từ khi quen em phút ban đầu, cuộc sống anh khác xưa nhiều lắm. Cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên đổi thay từng ngày. Anh biết quý trọng từng giây phút khi có em bên cạnh. Tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hằng mong. Ở bên em bao muôn phiền, lo lắng trong anh tan biến hết. Chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lời đính hôn của anh thật lòng. Vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời ai. Cho anh cuộc sống mới đầy ắp tiếng cười rộn vàng. Cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về. Cho anh ngàn nụ hôn chắp cánh ước mơ bay thật xa. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời ai. Dẫu vui buồn gian khó hai ta sẽ cố gắng vượt qua. Anh sẽ là bờ vai che chở em dõi theo từng ngày. Hãy làm vợ anh yêu anh đến hết cuộc đời. Lo lắng trong anh tan biến hết.
chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lời đính hôn của anh thật lòng, vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh, cho anh cuộc sống mới đầy ắp tiếng cười rộn vàng, cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về, cho anh ngàn nụ hôn trăm cánh ước mơ bay thật xa. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời anh, dẫu vui buồn gian khó hết ta sẽ cố gắng vượt qua. Anh sẽ là bờ vai che chở em dõi theo từng ngày, hãy làm vợ anh yêu anh đến hết cuộc đời. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh nhé. Và cho anh cuộc sống mới đầy ắp tiếng cười rộn vàng, cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về, cho anh ngàn nụ hôn chắp cánh ước mơ bay thật xa. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời anh, dẫu vui buồn gian khó hay ta sẽ cố gắng vượt qua. Anh sẽ là bờ vai che chở em dõi theo từng ngày, hãy làm vợ anh yêu anh đến hết cuộc đời. Năm qua anh vẫn đi tìm kiếm một người yêu thương đắm chìm, chỉ cần người đó luôn luôn hiểu anh sau nắng mưa. Đến hôm nay trước mặt anh là đó là em người anh kiếm tìm, đến bên anh hai nắm tay nhau chặt nhé. Qua bao nhiêu sóng gió phong ba, dành hết yêu thương mình đã cho nhau mà. Ta sẽ sống dưới một mái nhà, em mai mình cưới nhà. Anh mong chờ từng phút giây này để anh được hát những bài tình ca cho người. Và ngày mai đây em sẽ là cô dâu hiền, sẽ mãi hồn nhiên. Sau mai này dù ta có già, tình anh vẫn thế vươn một lòng không cách xa. Trọn đời bên nhau đến khi bạc trắng mai đầu, thời gian trôi qua anh thêm yêu em nhiều hơn. Trước mặt anh là đó là em người anh kiếm tìm, đến bên anh hai nắm tay nhau chặt nhé. Qua bao nhiêu sóng gió phong ba, dành hết yêu thương mình đã cho nhau mà. Ta sẽ sống dưới một mái nhà, em mai mình cưới nhà. Chờ từng phút giây này để anh được hát những bài tình ca cho người. Và ngày mai đây em sẽ là cô dâu hiền, sẽ mãi hồn nhiên. Sau mai này dù ta có già, tình anh vẫn thế vẫn một lòng không cách xa. Trọn đời bên nhau đến khi bạc trắng mai đầu, thời gian trôi qua anh thêm yêu em nhiều hơn. Ngày mai tình giờ sẽ có anh này, là người luôn yêu em đến suốt cuộc đời này. Anh mong chờ từng phút giây này
chiều, tựa như muôn đóa hoa ngát thương trên đồng xanh. Hàng đêm anh luôn luôn gặp em trong giấc mơ. Nhiều lúc thẫn thờ nghĩ về phút giây cùng nhau, xa anh đôi cười nói đùa vui dưới những ánh sao trời. Phải làm sao khi trái tim vẫn luôn nghĩ về em, rồi ngần ngơ khi em thở ơ với anh. Này người hãy đến bên anh, chờ đợi ai kia làm chi, cầm tay anh bước đi qua bộn bề năm tháng. Anh sẽ xóa đi muôn phiền và đắp xây bao hạnh phúc che chở em trên con đường tương lai. Dù bao tố vây quanh đừng gục ngã, anh ở đây là bờ vai ở mê miên bình của em đây. Em sẽ mãi luôn tin rằng cả thế giới anh cần chính là em, chỉ một mình em thôi, thế giới của anh. Nhiều đêm anh không ngừng suy nghĩ, phải làm sao để xóa được em từ trong tâm trí. Nụ cười ánh mắt và bờ môi của em đặt trên cao hoàn mỹ, cho ngàn hoa thêm ngàn sắc hương, cho lòng anh thêm ngàn vấn vương. Hãy trở thành người yêu anh nhé, mình cùng đắp xây một tình yêu bé bé. Nhiều lúc thẫn thờ nghĩ về phút giây cùng nhau, xa anh đôi cười nói đùa vui dưới những ánh sao trời. Phải làm sao khi trái tim vẫn luôn nghĩ về em, rồi ngần ngỡ khi em thở với anh. Này người hãy đến bên anh, chờ đợi ai kia làm chi, cầm tay anh bước đi qua bụng bề nào. Đường tương lai dù bao tố vây quanh đường cũng đã anh ở đây, là bờ vai ở mê miên bình của em đây. Em sẽ mãi luôn tin rằng cả thế giới anh cần chính là em, chỉ một mình em thôi, thế giới của chờ em
rằng anh yêu em nhiều không? Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa. Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không sống lâu. Chỉ là anh đôi khi hoài dương, hoài dương, hoài dương, hoài dương, hoài dương. Tất cả quý vị và các bạn trong khán phòng ngày hôm nay, lần đầu tiên xin phép thay mặt gia đình Trúc Đệ, thầy Bùi, cô Dung, Kim Ngọc xin gửi đến tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng đồng nhiên. Quý vị và ngay sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng chào đón màn xuất hiện vô cùng lãng mạn của cô dâu với những ca từ cũng như những giai điệu tình yêu mà chương trình của chúng ta sẽ gửi đến tất cả quý vị ngay sau đây. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Lòng thầm mơ được sánh đôi, dẫu có nắng hay mưa mai sau, dòng đời cuốn xoay.
giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chia chia cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt. Anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Khi mà em buồn chán hãy cứ bước đến bên cạnh anh. Anh sẽ nguyện làm
thêm một chút nữa thôi. Và rồi lặng im nghe thời gian ngừng lại như thế. Kể từ khi ấy anh chợt thấy nhớ nhung, chỉ cần được ở bên cạnh, hàng ngày được có em bên mình. Lần đầu chạm bờ môi ấy, mây đen hóa thành màu xanh. Ánh mắt này anh không tìm thấy lối ra người ơi. Ngoài trời lạnh lùng mưa gió, em hay nấp vào vai anh, và mình chỉ có nhau trong mơ. Ngoài trời lạnh lùng mưa gió, em hay nấp vào vai anh, và mình chỉ có nhau trong đời. Hai người, ba người, bốn người, năm người, một người cuối cùng.
biết. Áo ai không? Áo em. Dạ thưa cả nhà, sau trò chơi này tôi nghĩ là sẽ có rất là nhiều gia đình bị ly tán. Dạ vâng, đó là cái phần lấy áo xuống cái đồ lấy áo. Lấy rồi. Dạ sao? Ok, bây giờ trên sân khấu chúng ta còn 5 thành viên đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ còn hai vòng sơ loại nữa trước khi đến vòng chung kết, rồi bỏ cái áo và cái túi như vậy đó. Thấy rồi, đó, thấy rồi. Cái này mới khó nè. Cái này mới khó nè, bỏ lại. Khoan để chú đại thủ nó nói anh Giang á, sẵn sàng chưa? Kiếm được tôi vào phẩm tiếp theo, đó là một cái son môi. Trời đất ơi, các cô thì chưa đã chưa có vợ, tôi phải lại không được, ta lên tới này không được, cái đó là nó dùng bất chấp mọi thủ đoạn rồi. Anh cảm ơn em, chị đã cố gắng tham gia trò chơi, gọi cái thằng của mình em về giúp anh nha. Rồi, vòng này bắt kết nè, chỉ còn loại một thành viên ra, chúng ta sẽ tới vòng chung kết. Và món đồ tiếp theo tôi muốn kiếm, đó là bao gồm combo đó là cắt uống gội dưỡng đầu trên và đầu ở xin lỗi đầu trên thôi là không có được. À kính thưa các nhà, và bây giờ chúng ta sẽ tìm ra người giải nhất ở cuộc thi ngày hôm nay với phần thi chung kết. À trước tiên cho tôi phỏng vấn thành viên đầu tiên áo đen ở đây. À xin lỗi anh tên gì và anh có quan hệ như thế nào với Salon Tây Bùi ạ? Xin chào MC đẹp trai, anh tên Hùng Thiện, anh là anh em kết nghĩa với Tây Bùi. Tim anh đang ngồi ở vị trí tim. Rồi, anh viên thứ hai có một bộ tóc rất là bắt mắt, nghe phong thanh là bạn Trung Tâm đúng không ạ? Và xin mời giới thiệu bản thân và cho biết các tim các bạn đang nằm ở vị trí nào ạ? Mình là Lóc Đen. Mình là Tây Bồ của Tây Bồ. Và đến từ đâu và hiện tại team của mình đang ở vị trí nào, bạn mình gọi đâu? Chị chú em này không có team hả? Rồi team ba người, bây giờ mọi người này nào, bây giờ anh em mọi người cũng hiểu phụ em mà anh em team Bình Nguyễn rồi. Team có nữ mà ok, có nữ là được rồi, chúng ta có nữ là được rồi. Cuộc thi rất là đơn giản, bây giờ ba thành viên chúng ta gặp những cái độ vật nào nãy giờ mình đang lên sân khấu lên giúp em ạ. Đồ nào của mình, túi xách, áo khoác, cổng thun và đặc biệt cái son cầm lên giúp em, cầm lên tay giùm em. Cái này của ai lấy gì giùm em ạ? Rồi, cuộc thi biểu diễn thời trang, xin mời ba thành viên hồi nãy giờ vào phòng thi chung kết tiến về vị trí chỗ ngồi của mình để cho tất cả các thành viên nữ hoặc là thành viên nam chúng ta sẽ make up chúng ta trong vòng 30 giây để chúng ta bước lên sân khấu biểu diễn thời trang. Ai được thứ nhất sẽ có một phần quà vô cùng đặc biệt. Rồi xin mời. Còn lại 29 giây.
một vòng cấp quốc ở trên cái sân khấu này. Và tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng xem và trách nhiệm cái thí sinh đó. Có được không ạ? Cho chúng ta được không ạ? Đầu tiên, xin mời anh Thị tóc dài sẽ là người trình diễn đầu tiên. Cho chúng ta bên này. Đồ em sẽ dịch lại cái tên gì? Cái đồ hiện tại đang có trong cái tiền nào cô gái?
Dạ. Nông gia phải cảm động luôn không có chịu. À, anh em theo tiết độ của cô gái này thì anh vợ chồng của ta đó là cái người đang ngồi đây đi nhậu với kia kìa đó, đội tóc, đội cái đám kết đó, chồng của ta đó. Người đó sẽ giành chiến thắng ở cuộc thi này, có được không ạ? Xin mời